Hello anh em nhé, thì hôm nay em thủy kích cá tiếp tục trả hàng máy bót 12V. Đây, con này là của anh khách ở Yên Bái nhá, anh Hướng nhá. Trần Chí Hướng này, thì anh ở Yên Bái đặt mình máy bót 12V chuyên kéo cáp, thì mình đã đắp mạch xong cho anh nhá. Chân biến áp này, chân phét của nó là mình đi dây đồng hết nhá, xong là mình đắp thiếc ra chân phét của nó này, những cái góc cạnh của nó mình cũng bo thiếc hết nhá. Đấy, bên này cũng đi dây đồng này, xong là đắp ra chân phét nhá. Đấy. Tiếp tục trả hàng một con bót 24V bản màu đen cho anh khách ở Phả Lại, Hải Dương nhá. Đấy, thì con này mình cũng đắp mạch nhá. Đấy, đây nữa này. Đấy, đi dây đồng ở chân của phét hết nhá. Đấy, đảm bảo nhá. Còn con bót 24V màu tím này của anh khách ở ở Ba Vì, Hà Nội nhá. Đấy, thì anh đã chuyển khoản trước cho mình này. Đấy, ok luôn nhá, cũng đắp mạch này. Anh ấy bản màu tím nhé, đắp mạch này, đi dây đồng. Máy móc bên nhà em thì toàn bộ, nếu mà làm xong thì toàn bộ là máy đắp mạch và anh em kéo cáp để nó đảm bảo trong quá trình sử dụng là nó bền. Máy móc thì bảo hành 1 năm, sửa chữa miễn phí, uy tín, hàng núm nhôm CNC nhé. Đấy, đây nhá. Đấy, toàn bộ hàng núm nhôm CNC hết. Ok anh em nhé, thì giờ xin phép anh em sẽ vào vỏ và so sánh máy bút 12V và bút 24V nhé. Đấy, hello anh em, thì đây là con bốt 12 của anh khách ở Yên Bình, Yên Bái nhá. Sau khi mình đã vào vỏ xong này, bấm cò này, thử tải cho anh em nghe tiếng máy nhá. Mình tải 3.000W nhá. Đây là tần số đạp cáp, đạp rèn nhá. Đạp cáp rèn này, bấm này 65, 100 và 60 nhá, đạp rèn được nhá. Đấy. 65, 100 và 65, 100 và 60 nhá, hoặc là 60 nhá. Đấy, chỉnh tầm đấy. Cá nó lên đằng sau thì anh em có thể giảm nhỏ đi một chút. Đấy, hoặc là nó chạy thì tăng lên nhá, tăng lên tầm khoảng 65, 70 thôi. 65, 100 và 60. Đạp cáp rèn. Đấy. Anh em nếu mà đánh nước chảy thì đánh buông trôi theo dòng nước nhá. Buông xuôi theo nước nhá. Đấy. Đạp rèn luôn. Rất là ok. Chuyển tiếp này, tần số này, mình hướng dẫn đánh này 65 120, đánh cá chọn điểm đánh ăn tăm bỏ mồi. Cò đầu tầm 10 giây, 8 đến 10 giây nhá. Đấy. Xong nhả cò ra, nó lại nhấp lại. Nhả ra, nó lại nhấp lại. Đấy. Đây đánh cá ăn tăm, đánh bỏ mồi, đánh cáp chọn điểm nhá. Đấy. Cái tần số này này, 60 đây. 60, 160 thì đánh cáp ra, đánh rèn thì anh em cứ đạp cò đầu tầm 5-7 giây, xong lại nhả ra, xong lại đạp. Đấy, xong cứ lại 5-7 giây, xong lại nhả ra, cho máy nó nghỉ một chút, xong lại đạp. Đấy. Đạp rèn nhá, nếu mà đánh sông chảy là cứ buông trôi theo nước, là có cá nó nổi anh em đánh ngó trước ngó sau nhá. Nhả ra, xong lại đạp. Đấy, lăng, chép, chấm các thể loại đều nổi hết. Cá nó chạy thì anh em tăng cái này lên tầm khoảng 65 70 nhá. Tùy vào vùng nước khác nhau, dẫn điện khác nhau nhá. Có thể tăng cao hơn nhưng mà chỉ tầm khoảng 80 đổ về thôi nhá, không tăng cao quá nhá. 80 đổ về cái tần số này nhá. Đấy. Rồi, đây là mình chỉnh một thông số đánh vợt để anh chọc vợt này, 80 75 28 này. Đó, để đánh vợt nhá. Đánh vợt cá trắng và cá, tất cả các loại cá luôn, cá trắng. Đấy. Chuyển tiếp này. Cái này thì 65 120 cũng đánh vợt được luôn. Đánh vợt thì anh giảm nhẹ đi một tí, 60. 60 hoặc 55 nhá, 60. Đấy. Ok luôn nhá. Đấy. Hướng dẫn anh dùng và anh sử dụng máy bốt 12V, thì ở cái dòng bốt 12V này sẽ khác gì với bốt 24V, thì cuộn cảm nó ít hơn. Thì con bốt 24V thì nó hai cảm, còn con này thì hai cuộn chống sốc, hai cuộn con bốt 24 nó ba cảm, xin lỗi anh em, ba cảm thì cho xung giật rộng hơn. Đấy, còn con này thì nó tầm phân khúc nhỉnh hơn V2 một chút nhá. Đấy, so với Cricket V5 thì nó cũng không thể mạnh bằng Cricket V5 được, nhưng mà độ ăn điện thì nó lại nhẹ hơn V5 trên con V2 một chút. Đấy, con này chạy 40 phét nhỏ anh em nhá, 40 phét nhỏ, máy đắp mạch đầy đủ, hai biến áp của Samut 1006M nhá, hai quạt làm mát. Đấy,
tụ lọc nguồn 6 con. Quay tổng quan chi tiết cho anh em xem. Máy móc được em Thủy bảo hành 1 năm sửa chữa miễn phí. Các lỗ do máy không chập vật và nước vào. Đấy. Anh em kéo cáp ở bùn xìn lầy hoặc là bùn dày ấy, thì anh em không được để cáp dài quá nhá. Những cái lưu ý như vậy. Để cáp dài mà nó rộng cáp xuống bùn kéo lâu mà anh em nghe tiếng máy không biết là nó gằn máy là nó dễ toang biến áp lắm, cháy biến áp ấy. Thì anh em thi thoảng xào tay lên máy xem nó có nóng không này, hay là cái luồng gió nó thổi ra nó có nóng quá không. Đấy. Thì máy nó có cảm biến nhiệt các thứ rồi. Nếu mà nóng quá thì nó cũng báo lỗi E5 lên cái màn hình tần số đầu tiên này nhá. Đấy, nó tắt cái chữ F này đi và nó sẽ F60 này đi và nó sẽ hiện mã lỗi E5 nhá. E8 thì có vấn đề gì đấy hay là làm sao thì nó sẽ hiện tất cả các mã lỗi lên đây. E3 thì bình yếu anh em nhá. Đấy, rất là ok. Cấu hình bốt 12V chạy 8 tủ đầu ra 450, 680. Đấy. Bốt 12V nhá. Ok anh em. Thì xin phép anh em giờ mình sẽ test con bốt 24V của khách ở Phả Lại Hải Dương nhá. Thì đây là con bốt 24V của anh Dương ở Phả Lại nhá. Thì sau khi em đã vào vỏ xong còn một con bốt nữa thì em đóng thùng luôn rồi. Thì em tiện máy em lấy máy của anh Dương em làm video cho hướng dẫn luôn cho anh khách ở Hà Nội nhá. Đấy, thì tần số chỉnh là 55 này. 55, 100 và 60 thì cái này là đánh cáp đạp rèn nhá, đạp rèn này. Bấm cò này, máy chạy này. Đó. Đạp rèn nhá. Tần số này đạp rèn được luôn. Đấy. Đánh cứ tầm khoảng 5-7 giây anh em ngắt cò lại đạp lại nhá. Ngắt cò lại đạp lại. Ngắt cò lại đạp lại nhá. Đấy, đây là thông số đạp rèn. Còn chuyển tần số này. Anh em nào mà đánh cá chọn điểm, đánh ăn tăm, đánh bỏ mồi thì để 55, 100 và 18 này. Để tầm 50 được, 50 thôi. Đánh cá chọn điểm, đánh ăn tăm, đánh bỏ mồi, đánh cáp chọn điểm đấy. Cứ giã tầm 5-7 giây lại nhả cò ra xong lại nhấp lại. Tần số này thì anh em có thể kéo cáp được cả cá ngạnh, cá bò, cá lăng nhá, cá chép luôn. Đấy, nhả cò ra đạp lại nhá. Nhả cò ra lại đạp lại. Nhả ra lại đạp lại. Đó, khá là ok, chuyển tiếp tần số này. 55, 75 và 30 nhá, để đánh cái này là để đánh vợt anh em nhá. Đấy. Bót 24V nhá. 2023. Công tắc ở dưới này thì là 3 cảm, còn bật lên trên là 2 cảm, nút O là 2 cảm nhá. 1 là 3 cảm này. Đấy, 3 cảm thì tiếng máy nó kêu khác nhá. Đây. Đó, bóng đèn 3000W sáng quắc. Ok anh em nhá, thì cấu hình máy của anh ấy đây. Thì máy chạy 3 cuộn cảm này, 8 tụ đầu ra nhá. Tụ Ecop 450V 560mm. Chạy tổng cộng là tụ băm 2 tầng nhá, 2 dàn tụ băm nhá. Hai biến áp Samut 3800G. Đấy. Dàn diode của nó này, 8 con diode. Đấy. Cấu hình rất khủng luôn. Một cuộn chống sốc nhá. Thì ok anh em, thì tiện đây em sẽ vào vỏ và gửi đi cho khách. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ và tin tưởng đặt hàng ở bên em nhá. Đấy, còn con máy của anh khách ở Hà Nội đây này, mình đóng hộp xong hết rồi. Đây. Đấy, đóng hộp xong rồi, giờ cũng muộn muộn rồi, sợ xe nó chạy mất thì mình giờ mình sẽ đi gửi hàng. Có làm thêm video nữa là nó muộn. Ok anh em nhé.